Phim Hoa hồng giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Hậu trường phim Hoa hồng giấy, cảnh Lam Anh bị sếp Khang tát cho sưng mặt, nghe thấy bóp một cái, đau lắm các bác ạ. Khang! Rồi đưa hai tay lên, nó luôn, tất cả mọi thứ nó phải luôn vào ngay luôn. Khang! Khang! Nhất định tôi sẽ làm! Đấy, cứ xoay mặt đi, đau đến mức mà lặng ở người đi em ạ, đau mà hật đến mức lặng người đi. Rồi em nói tiếp đi. Đấy, em sẽ diễn trước máy cái đấy cho em nhá. Đấy, trước máy thì sẽ bắt được không? Đấy, tập em. Chưa quay, người đàn mà tôi yêu thương. Đó là người yêu thương. Rồi, quay phát lại luôn. Đó là cô gái thương. Cô làm gì cô làm, cô thương. Con tôi đúng không? Đừng cô làm gì, tổn thương đến họ. Và đây là toàn cảnh tát bôm bốp của sếp Khang đây ạ. Tất cả những việc cô đang làm chỉ càng khiến cô tồi tệ hơn trong mắt tôi thôi. Đừng biến tôi thành kẻ vô tình. Đáng sợ lắm đấy. Cách cư xử của em phụ thuộc vào hành động của anh. Em cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để mất anh thêm lần nào nữa. Cô điên rồi. Khang! Đến khi nào thì anh mới thực sự hiểu là em yêu anh và em cần anh hả? Tôi ghê sợ cô. Anh nói cái gì? Ghê sợ á? Tôi không có được anh, tôi không có được hạnh phúc thì con đàn bà kia sẽ không có cái gì đâu. Tôi sẽ cho cô ta nếm trải đúng những mùi đau khổ mà tôi phải trải qua. Cô ta là cái gì? Là một con điên, một con đàn bà vô tình sự. Tôi được dạy là đàn ông không đánh phụ nữ, nhưng cô là khác. Cô không xứng đáng. Con đàn bà mà cô vừa nói là vợ tôi, là người phụ nữ mà tôi yêu thương, và cô ấy đang mang trong mình đứa con của chúng tôi. Nếu cô làm gì mà tổn thương tới họ, tôi sẽ giết cô.